bị khai giảng online rồi mà chưa có chữ nào nữa. Giờ đi học ở đâu đây ta? Ây chà chà, tại sao con khóc? Ủa, ông là ai vậy? Con đang bực chứ con đâu có khóc đâu. Ta là ung bục hiện đại thịnh 4.0, nên ta thấy được rằng đằng sau cái nỗi tức giận đó là tiếng khóc ở trong lòng. Ta đã biết vấn đề của con rồi, ta sẽ dẫn con tới trung tâm luyện thi MH cấp 2 nha. Mà tại sao lại là NQS cấp 2 vậy ông? Tại vì... mà thôi, để ta chịu hồi tiên nữ tập sự của ta lên nói cho con nghe nha. Hồ Biên MH cấp 2 được xây dựng với sứ mệnh mang đến cho phụ huynh và học sinh một môi trường dạy và học chuyên nghiệp. Đội ngũ giáo viên trợ dành trẻ, nhiệt huyết. Ngoài việc dạy giỏi, đội ngũ giáo viên NQS cấp 2 tự tin còn là một chuyên gia tâm lý giúp học sinh tiến bộ nhanh chóng, hình thành những tư duy tích cực và những thói quen tốt. Phương pháp học độc, đỉnh, độc lạ trong cách dạy, hình ảnh trực quan dễ tiếp thu, lý thuyết đi đôi với thực hành, giúp các con đạt hiệu quả đỉnh cao. Nhưng mà học online vừa chán, vừa không hiệu quả, không có không học đâu. Không hề nha. Tiên nữ, lên lại con. Hồ Biên. Tại NQS cấp 2, các khóa học online hoàn toàn giống với offline. Thầy cô tương tác liên tục, nắm chắc tình hình trong giờ học, trợ giảng theo sát bài tập về nhà, giúp củng cố kiến thức sau giờ học. Ngoài ra, còn có các hoạt động ngoại khóa online, tăng cường kiến thức đời sống, đúng nghĩa, học đi đôi với hành. Nhưng mà giờ con mới vào á, thì có theo kịp các bạn không? Mà thôi, tao hết phép rồi, để tao nói luôn nhé. Khi mà con vào, giáo viên sẽ có lớp thần tốc, chất lượng như một kèm một cho con, là con yên tâm nhé. Thấu hiểu nỗi lo không theo kịp bạn bè khi vào lớp trẻ, lớp tăng tốc tại NQS cấp 2 đã xuất hiện và giúp các bạn mới cũng như các bạn chưa vững kiến thức sẽ chắc lại nền tảng trong thời gian chăm chóng. Nhưng mà giờ nhà con vừa khó khăn vừa không có tiền nữa, học phí lại cao, bây giờ phải làm sao bây giờ ông? Thôi, được, ta sẽ tặng con 50% học phí vậy. Hồ Biên. Đến với NQS cấp 2, nhận ngay một voucher giảm giá lên đến 50% học phí. Ưu đãi cực hấp dẫn dành riêng cho các học viên của trung tâm. Cơ hội duy nhất chỉ có trong tháng 9 này mà thôi. Hãy nhanh tay đăng ký thôi nào. Ok ok, vậy thì bây giờ con sẽ đăng ký ngay. Không thôi là phép cũng hết tác dụng. Đi thôi. Ta mới lấy lại phép để có thể giúp cho các bạn khác được nhé. Hãy bấm vào link để nhận được phép thuật ưu đãi của ta. Ta đi đây.